Lần đầu tiên Khánh đi trong một cái thang máy trong suốt, công nhận đã thiệt luôn á mọi người. Và trục đường trước nhà rộng lên tới 20m, bằng chiều dài căn nhà, đã đủ sức hấp dẫn cho mọi người chưa? Nếu chưa, hãy đón xem hết video này nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nhật Đăng. Và em là Khá, hôm nay em sẽ dẫn mọi người đến thăm một căn nhà thuộc cụm khu dân cư nằm trong phường Phú Mỹ, quận 7. Như mọi người thấy qua video là trục đường trước nhà rộng 20m, 4 ô tô có thể tránh nhau. Và căn nhà ngày hôm nay của mình nè mọi người, mặt tiền của ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại và những điều thú vị nằm bên trong căn nhà. Mọi người cùng theo chân Khá. Với diện tích căn nhà là ngang 5, dài 18, được xây dựng kết cấu một trệt hai lầu sân thượng. Và hiện tại trên thị trường cho bán mức giá là 17 tỷ 200 triệu đồng. Mọi người cùng xem hết video để coi căn nhà này có xứng đáng với loại 17 tỷ 2 không. Như mọi người thấy qua video là chúng ta có một khoảng sân trước dài lên đến tận 7m. Khá tin rằng là ô tô bán tải hay ô tô 16 chỗ đậu vẫn dư luôn nha mọi người. Và ở bên phía trên tường này thì chủ nhà đã ốp gạch lên tới tận 1m2 để đảm bảo cho cái không gian này lúc nào nó cũng sạch sẽ hết. Ý, mọi người có để ý thấy không? Vừa vô bước vô nhà thôi là đã thấy một cái tủ gỗ lớn rồi. Ở đây là Khá thấy là một cái tủ gỗ rất là hay nha mọi người. Wow, vừa bước vô không gian bếp này thôi là ta thấy đã một bầu trời tràn ngập gỗ và gỗ luôn nha mọi người. Từ một cái hệ tủ gỗ tivi nè, cho tới cả bàn trung tâm và hệ bếp trên, hệ bếp dưới, tất cả đều xài là vật liệu là gỗ. Và gỗ đây là gỗ huỳnh đường. Mọi người có biết tại sao mà chủ nhà này lại chọn chất liệu gỗ huỳnh đường để đưa vào trong thiết kế không? Anh chủ này là một kiến trúc sư. Bản thân ảnh đã trải qua xây 4 năm căn nhà rồi. Và ảnh bán cũng 4 năm căn nhà rồi. Khách hàng quay lại họ phàn nàn khi mà ảnh sử dụng chất liệu gỗ khác á, thì nó sẽ sinh ra mối mọt. Do đó là việc mà chọn gỗ huỳnh đường là tối ưu nhất rồi. Thực sự phải nói là mọi người biết tại sao mà Khá lại nhắc tới mối mọt trong cái khu vực này không? Thì cái thế đất ở cái khu dân cư này rất là đẹp khi mà nó bao quanh bởi ba mặt sông. Và mọi người biết là nhà gần sông thì rất là mát luôn, gió thổi từ sông lên nó mát. Bản thân con người mình thích thì con mối nó cũng thích nha mọi người. Và do đó việc mà anh chủ chọn chất liệu là gỗ huỳnh đường là chất liệu mà gỗ mà nó có nhựa, nó có vị đắng nha. Mà người ta nói là thuốc đắng thì giả tật, mà gỗ đắng thì là giả mối nha mọi người. Do đó chất liệu gỗ này là chống mối hoàn toàn. Đó, chính vì lý do đó là anh chủ đã chọn gỗ huỳnh đường. Mọi người thấy là ở trong cái ngôi nhà này, những cái cánh tủ được thi công rất là chỉnh chu. Những cái mối nối ở đây là không có xài mà dạng mà cái mộc nha mọi người, mấy cái nhỏ nhỏ để mà đóng vô khớp nối á, mà ở đây sử dụng toàn là máy tiện, những cái ghép Lego này nè. Đây là cái công nghệ mà máy mà người ta ghép gỗ mà đến từ Nhật Bản á, rất là tốt luôn. Một cái máy này Khá theo Khá được biết đó là khoảng vài trăm triệu một cái rồi nha. Và không gian cuối cùng của ngôi nhà mình đó chính là giếng trời. Ở đây chúng ta có một cái khoảng lùi sau 2m giếng trời để lấy ánh sáng và gió. Khu vực này còn có nơi để mình đặt nhà vệ sinh chung, rất là gọn gàng và hầu như đã trang bị đầy đủ tất cả thiết bị cơ bản. Chất liệu cũng in đấy, tốt nha mọi người. Wow, lần đầu tiên mình Khá đi thang máy trong suốt luôn nha mọi người. Công nhận là nó xịn sò ghê. Để anh camera vô chung luôn đi anh camera. Công nhận lần đầu tiên trải nghiệm của thang máy trong suốt mà đi lên á, mà mình nhìn thấy hết ở dưới đây luôn nè. Đẹp hay dễ sợ luôn. Nói chung là nhà mà có thang máy là tốt cho người già và trẻ con lắm nha mọi người. Ví dụ như tuổi già có khi mình sẽ bị đau khớp này kia thì có thang máy góp phần di chuyển nó thuận tiện hơn. Vừa bước ra thang máy thì ấn tượng đầu tiên cũng Khá là một cái sảnh này khá là lớn nha mọi người. Và chúng ta có một cái giếng trời thông từ ở trên máy xuống tới đây, thì khi mà gió luồn thổi qua đây thì nó rất là mát luôn. Và tầng 1 chúng ta được phân thành hai khoảng không gian chức năng. Đằng sau cánh cửa lớn hai cánh này là không gian phòng khách,
Wow, tất cả đây đều là xài chất liệu là gỗ huỳnh đường nha mọi người. Từ tủ tivi cho tới cả một cái hệ sofa. Mọi người có thắc mắc tại sao mà căn nhà này mà phòng khách đặt ở trên tầng 1 không? Thì đây là một căn nhà của kiến trúc sư, do đó ảnh rất là phá cách khi mà đặt cái không gian phòng khách lên trên tầng 1, tạo ra một cái sự riêng tư nhất định cho gia đình mình khi mà mình sinh hoạt, cũng như là mời khách về có thể uống trà nè, uống rượu ngay tại đây nè. Mà việc mà để một cái phòng khách ở trên lầu 1 này, khách thấy với căn nhà này rất là hợp lý nha mọi người. Đó, mình có thang máy, mình di chuyển lên xuống nó dễ dàng, mình tiếp khách ngay tại đây, mà vợ mình có nấu ăn ở bên phía dưới á, thì nó cũng tạo ra một sự riêng tư. Và khi mà cần thiết thứ gì á, thì thang máy di chuyển lên xuống với các tầng á, thì nó cực kỳ thuận tiện và dễ dàng. Và đặc biệt không gian phòng khách này rất là hay, thì chúng ta có một cái hệ rèm cửa đây đó, kéo ra mọi người thấy không. Buổi sáng hay là lúc mà tiếp khách thì mình có thể mở cánh cửa này ra để kết nối trực tiếp bên ngoài. Đó, chúng ta có một cái hệ ban công khá là lớn. Ở trên đây thì theo bác nghĩ thì mình có thể trồng hoa, trồng cảnh. Buổi sáng thì mình có thể uống trà ngay tại đây. Và căn nhà này là hướng nam nha mọi người. Và hiện tại là giờ này vào buổi sáng, do đó là ở đây khá là nắng. Và căn phòng ngủ ở phía sau của tầng 1. Wow, đây là căn phòng rộng khoảng 30m2 và hầu như đã trang bị đầy đủ nội thất hết trơn rồi. Thực sự phải nói là cái căn nhà này ngang 5 dài 18, do đó cái căn phòng nào nó cũng rộng hết mọi người. Mọi người có thể thấy là do đây là một anh kiến trúc sư, anh rất là chú trọng việc lấy sáng, do đó anh làm một cái khung cửa sổ rất là lớn luôn để lấy sáng vào ban ngày. Và ở đây ta thấy là có giường sẵn nè mọi người, phía bên này còn có cả một cái hệ tủ lớn luôn. Thấy chất liệu đây là gỗ huỳnh đường nha mọi người, những xài những cái tấm ván này rất là đẹp và nói chung là nó phẳng. Căn phòng này cũng có cái nhà vệ sinh riêng đặt bên này, và cũng trang bị đầy đủ nội thất hết trơn rồi. Thực sự phải nói là đồ ở đây xài toàn là đồ inox, chất lượng tốt rồi mọi người. Khách đang đứng trên cái khoảng ban công của tầng 2 nha mọi người. Và mọi người nhìn xung quanh kìa, nhà cửa cao tầng, mật độ dân trí cao, đường trước nhà thì rộng. Mọi người nhìn xa xa đó kìa, đó là trường Phạm Trung học cơ sở và trường tiểu học Phạm Hữu Lầu. Thì từ đây mọi người chỉ bước có khoảng 250m thôi, mọi người tới trường rồi. Thì khá tin rằng là khi mà mình có con em nhỏ thì việc mà di chuyển đến trường học nó cũng dễ dàng. Thật sự phải nói là đó là một cái điểm ưu điểm của căn nhà này nha. Và tầng thứ hai này thì gồm hai phòng ngủ được trang bị đầy đủ nội thất hết trơn rồi. Xin phép lướt qua để mọi người đỡ mất thời gian, mình mời sân thượng luôn. Mọi người cũng theo chân khá lên sân thượng luôn nè. Thang máy này là nó dẫn lên sân thượng luôn nha mọi người. Sự phải nói là rất là tiện luôn. Và khách đang đứng trên khoảng không gian cao nhất của ngôi nhà này, đó chính là sân thượng. Ở cái vị trí sân thượng sau này rơi rất là nhiều nắng và gió, mọi người có thể phơi giặt ở trên đây một cách rất là thoải mái nha mọi người. Đây là trồng hoa, trồng cảnh, hoặc là có thể là tôn tạo thành cái phòng cho người giúp việc cũng được đó nha mọi người. Ở cái vị trí này cũng phù hợp để mình làm một cái nơi thờ cúng nha mọi người, hoặc là một cái phòng thể dục tùy theo công năng gia đình mình yêu cầu. Theo lối này chúng ta sẽ ra sân thượng phía trước. Sân thượng phía trước nó cũng vừa phải thôi, nhưng mà mình có thể trồng cây, trồng cảnh ở đây. Và khá xin phép nói lại thông tin căn nhà này. Căn 5 dài 18, 90m2, được xây dựng một trệt, hai lầu sân thượng, và hiện tại mức giá là 17.200.000 đồng. Mức giá này vẫn còn thương lượng nha mọi người. Và nếu mọi người thích căn nhà này thì có thể nhấc máy lên gọi cho Khá ngay, số like ở bên phải màn hình. Và sớm nay cũng đã dài rồi, xin phép mọi người kết thúc tại đây. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.